Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món sinh tố dưa hấu để giải nhiệt mùa hè. Thì các bạn cũng biết là hoa quả là một cái loại thức ăn, thức uống của mình rất là tốt cho sức khỏe, đúng không ạ? Nên là những cái mùa hè trời nắng nóng, đặc biệt những cái miền Trung với miền Bắc á, tức là nắng nóng, thì chúng ta sẽ làm cái món này rất là ngon để chúng ta giải nhiệt mùa hè. Và trên mạng hiện bây giờ thì thấy đang có bà Tân là làm bà Tân Vlog ấy, đang làm cái món dưa hấu khổng lồ. Nhưng mình thì mình làm những cái món dưa hấu bình thường để cho gia đình mình thưởng thức, và mình cũng để chia sẻ với tất cả mọi người để cùng làm cái món sinh tố dưa hấu này cho gia đình cùng thưởng thức. Và đầu tiên thì mình sẽ đi mua dưa hấu. Dưa hấu thì mình sẽ chọn những loại dưa hấu mà nó bé nhưng mà nó nặng nhé, nó nặng mà nó chắc thì cái quả dưa hấu sẽ già và sẽ ngon đó. Các bạn đi mua thì nhớ chú ý nên chọn dưa. Và bây giờ mình sẽ bổ dưa nhé, mình bổ đôi dừa quả dưa ra. Cắt đôi quả dưa đi, các bạn bổ đôi quả dưa này. Bây giờ quả dưa này thì mình sẽ sử dụng khi môi này mình cạo phía trong quả dưa ra. Nếu mà các bạn không lấy cái môi này thì bạn có thể dùng cái gọt vỏ nhé, mình gọt vỏ cũng được. Khi mà mình lấy hết cái ruột dưa ra thì mình phải tách cái hạt đi nhé, mình lọc mình cắt hạt đi nhé. Đây bây giờ mình đã lấy cái ruột dưa rồi thì bây giờ mình sẽ tách cái hạt ra nhé. Thì tay mình đã vệ sinh sạch sẽ và mình sẽ dùng bằng tay luôn nhé. Các bạn nhớ là cái làm bạn phải vệ sinh tay sạch sẽ nhé, khử trùng tay. Thì mình cho cái hạt này nó ra đi để mình xay cho nó. Mình cái hạt này thì khi mình xay mà có trong lẫn trong thì trẻ con mà uống á, thì nó sẽ bị hóc. Sau khi mình đã tách hạt rồi thì mình sẽ cho sữa, đây sữa tươi vào. Mình cho sữa tươi vào một ít sữa đặc, nếu bạn nào không cho sữa đặc thì chúng ta để cho đường cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào máy xay sinh tố để chúng ta xay nhé. Ở đây chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cho vào múc vào cái máy xay. Cái này thì tùy theo khẩu vị từng người, có người thì ăn ngọt thì mình cho thêm đường nhé.
còn ăn uống nhạt thì mình sẽ cho vừa thôi. Và đặc biệt là một số người mình muốn ăn lạnh hơn thì chúng ta cho đá bào vào, chúng ta xay cùng. Còn có cách nữa là chúng ta xay rồi chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh và chúng ta để sử dụng dần trong vòng 1 ngày. Và bây giờ chúng ta hãy đưa đi xay nhé. Thế các bạn nhé, món sinh tố của mình đã xong nhé.